Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và em là Kiên Xe Đạp. Như các bác đã theo dõi trong cái thời gian gần đây và suốt thời gian qua thì shop của em đã có rất là nhiều chiếc xe đạp touring hiệu Giant, như là Giant Escape, SR2, Escape R3 hay là các cái dòng touring khác của các hãng khác. Và trong video này em sẽ review thêm một cái dòng xe, đó là xe touring của hãng Giant nhưng mang thương dòng model là FCR. Và ở đây là FCR 3500. Thì cái dòng này nó có khác biệt gì so với các dòng touring khác? Thì mời các bác đón xem video ngắn bây giờ. Em sẽ đánh giá và review cấu tạo chi tiết của dòng xe Giant FCR 3500 đã qua sử dụng và có bán tại cửa hàng em. Vâng, như các bác nhìn thấy trong khung hình, đó là chiếc xe đạp Giant FCR 3500. Đấy. FCR 3500. Như các bác có thể thấy thì cũng giống như rất là nhiều cái xe đạp touring Giant hiệu cao cấp khác của Giant, thì khung sẽ được làm bằng công nghệ là Alu XX, Aluminum XX. Thì đây là một cái công nghệ khung độc quyền của Giant, giúp cho khung của chiếc xe Giant nó có trọng lượng nhẹ hơn, tốt hơn, bền hơn so với các cái khung của các cái hãng khác. Đây là một công nghệ độc quyền của Giant, cho nên là các cái chiếc xe Giant thì rất là nổi tiếng và được rất là nhiều người rèn luyện thể thao lựa chọn. Thì các bác có thể tìm hiểu thêm về cái chiếc xe này qua Google với cụm từ khóa là Giant cách FCR 3500. Vâng, và xe của trong ví dụ đây của em là xe chính hãng, có mã vạch đầy đủ. Khung nhôm, càng đằng trước của chiếc xe này cũng là càng nhôm. Các bác có thể nhìn thấy mối hàn rất là to. Đằng trước của chúng ta thì được trang bị một bộ đùi 3 tầng Shimano, của Shimano 3 tầng. Size của chiếc xe này là size S, size small, phù hợp với những người cao từ 1m6 cho 1m72, 75 là phù hợp. Đằng sau của chúng ta thì được trang bị bộ chuyển động xe này. Theo catalog của nhà sản xuất thì được bộ trang bị bộ chuyển động là Shimano Acera. Shimano Acera này là một cái bộ chuyển động khá là cao cấp. Nó cao cấp hơn Shimano Antut, cao cấp hơn Shimano Tourlay. Và nó là bộ Shimano Acera mà là đời cuối, rất cao cấp luôn. Đi cùng với đó là được trang bị một cái lift thả 9 tầng luôn. 9 tầng các bạn, 9 tầng. Và cặp bánh của chiếc xe được sử dụng là cặp bánh nguyên chính hãng. Đấy, Meyer là có hiệu Giant, phanh đĩa thủy lực dầu, vành là cũng là có logo của hãng luôn, logo Giant. Lốp của chiếc xe đang sử dụng là lốp Kenda, cỡ lốp là 700c. Em xem 700c là bao nhiêu. À đây rồi, 700c nhân 28. Chúng ta đi đến phần khóa yên của chiếc xe là cũng có logo luôn, dàn cọc yên, yên nguyên bản. Yên chiếc này rất là đẹp, không có rách, chỉ hơi bẩn một tí thôi, em chưa vệ sinh. Về đến chi tiết là phốt còn khá là đẹp, sơn rất là đẹp. Về phần tay, chúng ta có bộ chuyển số Shimano Acera. Bên tay phải là chuyển 9 níp, phanh dầu Techo, một cái hãng phanh dầu rất là nổi tiếng, được trang bị trên nhiều chiếc xe của hãng Giant, và là phanh dầu là nguyên bản.
Bên tay trái cũng như vậy, phanh dầu Techo và bộ chuyển số Aceza. Tất cả các bộ chuyển số này là khi mà xe qua cửa hàng em, bán tại cửa hàng em là em đã kiểm tra hoạt động rất là tốt. Tiếp theo chúng ta đi đến bộ phận càng đằng trước. Thì xưa em đánh giá là sơn cũng còn khá là đẹp. Mayer cũng đằng trước cũng như đằng sau, đó là chính hãng Giant, có logo. Vành cũng Giant luôn. Chúng ta đi bên phía bên này của chiếc xe. Sơn còn rất đẹp. Em lưu ý là sơn này thì chiếc xe này thì chỉ bị một tí xấu xấu ở chỗ này thôi, đoạn khoảng 20cm thì nó hơi bị bong cái lớp bóng một tí, do người dùng đạp giày vào thôi, hơn một tí thôi. Đấy, còn đâu là sơn là về cái cơ bản là đẹp. Đùi bên này thì hơi bị cọ quần, chắc là bị cọ quần vào nên nó bị sáng chỗ này. Còn đâu là khá là cơ bản, là xe khá là đẹp. Xe này thì em đánh giá là đẹp khoảng 80 trên 80%. Chúng ta cùng nhìn lại tổng chiếc xe. Đây là tổng thể chiếc xe. Vâng, và em đã tiến hành review xong chiếc xe đạp Giant FCR 3500. Xe có được bán tại cửa hàng em. Và nếu các bác quan tâm thì các bác liên hệ Zalo với em qua số điện thoại. Qua Zalo không cần gọi điện thoại, bởi vì cũng bây giờ hầu như là chúng ta liên hệ bằng hình ảnh thì nó sẽ chi tiết nhất. Thì là qua số Zalo 0975 709 943. Và em là Kiên Xe Đạp. Và nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái mẫu xe đạp khác thì ở trên Facebook các bác hãy ấn kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube các bác ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng và ấn chiếc chuông để các bác là những người được xem những cái video đầu tiên mà em up trên YouTube. Và ngoài ra em còn có bán đồng hồ đeo tay và sách tay từ bên Nhật về, như các hiệu như là Seiko, Orient và Citizen. Các bác quan tâm thì hãy lên Facebook và YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để tham khảo những cái chiếc đồng hồ nói trên. Và em xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt.